One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào các bạn. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt, Thiếu tướng Viktor Korenko. Sắc lệnh liên quan được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine. Theo sắc lệnh số 728/2023, Đại tá sơ 2 Lubanchuk, người không được công khai thông tin, đã trở thành chỉ huy mới của lực lượng tác chiến đặc biệt. Việc Tổng thống Zelensky cách chức tướng Korenko đã tiếp tục chuỗi sa thải các tướng lĩnh trong quân đội Ukraine. Vào ngày 9 tháng 10, báo chí đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức tướng Ihor Tenkura khỏi chức vụ chỉ huy lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Theo sắc lệnh tiếp theo số 679/2023, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Anatoly Bagelovich làm tư lệnh mới của lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã có sự thay đổi lớn trong nhân sự với việc toàn bộ Bộ trưởng cùng các Thứ trưởng Quốc phòng đều bị sa thải. Điều này rõ ràng chỉ ra vấn đề lớn trong quân đội Ukraine, bởi nếu đúng như truyền thông phương Tây và Ukraine mô tả quân đội Ukraine đang thắng lớn trên chiến trường, thì không có lý do gì mà một loạt các quan chức quốc phòng cùng các tướng lĩnh bị cách chức hàng loạt như vậy. Điều này rõ ràng mang đến sự bất ổn lớn trong quân đội khi đây đều là các chức vụ cấp cao nhất. Thậm chí, vị tướng lĩnh cấp cao nhất, tướng Valery Zeluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, có thể sẽ là người tiếp theo. Ông thừa nhận rằng cuộc xung đột đang rơi vào bế tắc và những hy vọng ban đầu của Kiev nhằm làm suy kiệt của lực lượng Nga trong quá trình phản công có thể là tính toán sai lầm. Ukraine hiện đang rơi vào tình thế bấp bênh trên nhiều mặt trận. Trong một bài bình luận trên The Economic, tướng Valery Zeluzhny đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc của ông về cuộc phản công. Ông cho rằng cuộc phản công kéo dài 5 tháng của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát không mang lại thành công. Giao tranh thường diễn ra trên một vài km vuông lãnh thổ với tổn thất lớn về số lượng binh lính. Suốt 5 tháng qua, Ukraine chỉ chiếm được 17 km vào các khu vực tranh chấp. Còn Nga bị lún sâu vào cuộc chiến không ngừng nghỉ để giữ vững quyền kiểm soát Bakhmut, một thành phố tương đối nhỏ trong gần 10 tháng. Những diễn biến này đã vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về chiến trường đang rơi vào bế tắc. Không bên nào có khả năng giành chiến thắng quyết định. Ông Zaluzhny lưu ý, cuộc chiến với Nga đang chuyển sang giai đoạn mới với những cuộc giao tranh trên chiến hào và các trận đánh đi vào chiều sâu một cách mệt mỏi. Để phá vỡ bế tắc, Ukraine cần phải có bước nhảy vọt về công nghệ. Trong khi đó, giới phân tích cũng nhận định cuộc phản công của Ukraine nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố của Nga đã bộc lộ những lỗ hổng về chiến thuật, ngay cả khi Kiev có sự giúp đỡ của phương tiện và vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp. Các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine hiện đang gặp khó khăn ở phía nam hướng tấn công chính. Ukraine đã thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự, đặc biệt là thay thế và bổ nhiệm các chỉ huy mới. Nhưng tình hình trên thực địa vẫn rất nghiêm trọng. Trong khi đó, nguy cơ Ukraine bị bao vây ở Avdiivka đang ngày càng rõ ràng. Tại thành phố Avdiivka ở miền đông, quân đội Ukraine đang cố gắng tránh bị bao vây sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công từ nhiều hướng. Moscow đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố này kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga đã tấn công Avdiivka từ hai hướng kể từ ngày 10 tháng 10. Ban đầu, Moscow chịu tổn thất lớn, nhưng sau đó đã đổi chiến thuật và giành được một số vị trí ở phía bắc và phía nam thị trấn, nhằm đẩy các lực lượng Ukraine sâu vào trong lòng trào và bao vây xung quanh. Trong những ngày gần đây, Kiev đã được cho là tái triển khai các đơn vị từ lữ đoàn cơ giới số 47, một trong những đơn vị có kinh nghiệm và được trang bị tốt hơn, từ tiền tuyến gần Orykiv đến Avdiivka. Một dấu hiệu có thể cho thấy các chỉ huy Ukraine lo ngại phòng tuyến của họ sẽ bị sụp đổ. Oleksiy Hetman, một nhà phân tích quân sự của Ukraine, cho rằng đây là một quyết định chính trị để giữ vững thị trấn chiến lược. Trong thời gian tới, Ukraine có thể huy động tất cả các lực lượng mà họ đang có ở Avdiivka cũng như triển khai thêm quân dự bị đến đây. Đánh giá về các hoạt động của Nga, ông Mick Ryan, cựu tướng của quân đội Australia, lưu ý: cuộc tấn công vào Avdiivka cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tin rằng cuộc phản công của Ukraine đang suy yếu và họ có thể nhanh chóng giành được thế chủ động. Theo nhà phân tích Stephen Beddle, khả năng Nga đạt được bước đột phá tại Avdiivka là rất khó khăn. Nhưng nếu dồn đủ nguồn lực vào cuộc giao tranh tại khu vực này, họ có thể chiếm được thị trấn như những gì Nga đã làm ở Bakhmut. Trong khi đó, cách Avdiivka khoảng 500 km về phía đông nam, quân đội Ukraine đang cố gắng vượt sông Dnieper. Trong hai tuần qua, tại một địa điểm dọc theo vùng đầm lầy ngập nước dọc bờ đông con sông, các đơn vị bộ binh của thủy quân lục chiến Ukraine và nhiều đơn vị khác đã phải chống chọi với các cuộc tấn công thường xuyên của lính dù, máy bay chiến đấu và pháo binh Nga. Một blogger của Nga cho biết, Ukraine đã thiết lập được đầu cầu đổ bộ thứ nhất tại khu định cư Krynky và đầu cầu thứ hai nằm xa hơn về phía thượng nguồn. Vẫn chưa rõ nỗ lực của Ukraine có thành công hay không, bởi việc vượt sông là rất phức tạp và nguy hiểm, ngay cả với những quân đội được trang bị tốt nhất.
các chuyên gia cho rằng lực lượng Ukraine sẽ phải điều động thêm binh sĩ và thiết bị bọc thép hạng nặng qua sông, mới có hy vọng mở một mặt trận lớn mới chống lại quân đội Nga. Trong trường hợp khả quan, cuộc vượt sông được coi là tín hiệu tốt khi cuộc phản công kéo dài suốt 5 tháng của Ukraine bị sa lầy trước hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga và tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn khi mùa đông tới. Trong trường hợp bi quan, đây được xem là dấu hiệu của sự tuyệt vọng hay là cú hích cuối cùng trong nỗ lực không thành công nhằm cắt đứt hành lang đất liền do Nga kiểm soát và tiến tới biển Azov. Theo ông Stephen Bradl, cựu cố vấn quân đội Mỹ nhận định, Nga đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt phòng thủ, có một lực lượng dự trữ đáng kể, trong khi Ukraine chiến đấu chủ yếu với lực lượng được huy động từ đầu năm 2022 và thậm chí không có đủ thời gian để huấn luyện tân binh. Hai yếu tố này không thuận lợi cho Kiev để tiến hành cuộc tấn công nhanh chóng. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, một trong ba mũi phản công chính, quân đội Ukraine đã sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp như xe tăng Leopard, xe bọc thép Bradley, xe chiến đấu bộ binh Marder để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Nhưng nỗ lực này không thành công, trong khi Ukraine tổn thất một số lượng lớn trang thiết bị. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết, lực lượng Ukraine chỉ tiến trung bình 90 mét mỗi ngày trên mặt trận phía Nam trong thời kỳ cao điểm của cuộc phản công. Tiến độ chậm chạp này là một thách thức lớn đối với quân đội cũng như giới lãnh đạo Ukraine. Theo Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, việc thiếu đột phá trong cuộc tấn công mùa hè của Ukraine cũng như sự thay đổi lợi thế về trang thiết bị của Nga đã buộc Kiev phải chiến đấu một cách thận trọng nếu muốn giành thế chủ động. Ngoài ra, khi cái lạnh của mùa đông ập đến và nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ âm 4,8 độ đến 2 độ C, quân đội của Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột. Nhiệt độ đóng băng có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tốc độ phản ứng và độ chính xác, cũng như cần có số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn thiết bị ngày càng gia tăng trong khi vòng đời của vũ khí giảm bớt, dẫn đến việc cần tăng cường bảo trì, hoạt động sẽ trở nên khó khăn hơn trong mùa đông. Các UAV, đặc biệt là các UAV cỡ nhỏ dân dụng như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp, gió hoặc tuyết, đồng thời giảm cả khả năng chính xác. Với điều kiện thời tiết trên, cũng hạn chế hoạt động và việc sử dụng của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến dịch quân sự bởi tính di động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến để quân đội có thể tiến công hay rút lui. Thời tiết mùa đông có nguy cơ sẽ đóng băng tiền tuyến. Điều kiện thời tiết mùa đông, tuyết và việc thiếu độ che phủ của cây cối đã yêu cầu các kiểu ngụy trang mới để ngăn chặn việc bị đối phương phát hiện. Một nhân tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ các binh lính bị hạ thân nhiệt và lạnh cóng. Ngoài tác động đến thể chất, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính. Các nhà quan sát cho rằng không nên đánh giá thấp yếu tố tâm lý bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến việc hiệu quả chiến đấu. Để tránh điều này, việc áp dụng các biện pháp chuẩn bị cho cả binh lính và trang thiết bị là điều cần thiết, bởi có lẽ vẫn còn một chặng đường dài để quyết định thành công trong chiến dịch mùa đông. Điều đó bao gồm không chỉ việc thay đổi binh phục mà còn cả việc huấn luyện để chiến đấu trong mùa đông, cũng như các trang thiết bị khi nhiệt độ lạnh giá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã chuẩn bị để tiếp tục chiến dịch quân sự trong mùa đông. Các quan chức Nga cũng khẳng định họ đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thăm quân đội đóng ở phía nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Với Ukraine, có lẽ khó khăn lớn nhất không phải là thời tiết lạnh giá mà là các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Điều này có thể tác động sâu sắc đến các chiến dịch quân sự bởi việc thiếu điện có thể làm giảm khả năng liên lạc cũng như hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Đó là lý do tại sao Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cần phải lắp đặt thêm hệ thống phòng không để ngăn cản việc quân đội Nga phá hủy mạng lưới điện của Ukraine. Nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía Ukraine khẳng định sẽ không vấp phải bất kỳ khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirilo Budanov, cho biết mùa đông không ảnh hưởng đến Ukraine và Nga bởi cả hai đều đã quen với điều kiện này. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía nam Alexander Tarnovsky cũng có đồng quan điểm với ông Budanov, khi cho rằng quân đội Ukraine chủ yếu đi bộ thay vì di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng. Đó là lý do tại sao thời tiết hầu như không có tác động tới các chiến dịch của họ. Trong khi thời tiết có thể cản trở khả năng di chuyển của các phương tiện hạng nặng như xe tăng, thì Ukraine hoạt động với những đội quân, bộ binh nhỏ và sử dụng các phương tiện nhẹ hơn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng mùa đông sẽ là phép thử ý chí cho Ukraine. Nga đã tăng cường nỗ lực đáng kể để đảm bảo quân đội nước này có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong nhiều năm qua, họ đã được triển khai tới Bắc Cực để tham gia các cuộc tập trận quân sự. Chủ đề tác chiến mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi dưới các quan chức quân sự Nga. Ngoài yếu tố thời tiết, tương lai cuộc xung đột này cũng phụ thuộc vào ý chí chính trị và khả năng sẵn có về nguồn lực. Với Ukraine, kết quả các chiến dịch mùa đông của nước này sẽ phụ thuộc vào ý chí của đối phương, khả năng và mức độ sẵn sàng cung cấp đạn dược của phương Tây.
Đây có lẽ là một thách thức lớn với Kiev, nhất là giữa bối cảnh chính trường Mỹ chia rẽ sâu sắc về các gói viện trợ cho Ukraine, trong khi xung đột ở Trung Đông giữa Israel và lực lượng Hamas không ngừng leo thang. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.